Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Duy Tuân, công ty cổ phần Vietshops. Trong clip hôm nay, tôi xin chia sẻ với các bạn về cái phương pháp lập trình trong ngôn ngữ C# để có thể kết hợp với thư viện AdInetool, chúng ta tạo ra hàm trả về mảng động. Như chúng ta thấy, Etool thường có những cái hàm để trả về cho chúng ta mảng động, như là chúng ta sử dụng hàm bằng VSSQL, chúng ta dùng ngôn ngữ Select From Core DB key bằng MDB Enter thì hàm sẽ trả về mảng cho chúng ta. Đấy, chỉ cần một công thức và một lần Enter là cả một mảng được trả về. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta có một cái dãy số như thế này, một chuỗi này và ngăn cách nhau bởi một dấu phẩy, và chúng ta có thể sử dụng cái cách viết hàm của SEDtool, ta tự viết ra một hàm riêng chúng ta, ví dụ như là bằng my split, tham số đầu tiên ta đưa vào chuỗi cần phân tách thành mảng, tham số thứ hai ta đưa vào cái ký tự mà để dựa vào đó nó sẽ phân tách thành mảng. Bây giờ chúng ta enter thì công thức này sẽ tạo cho ta một cái mảng. Các bạn có thể thấy nếu bây giờ ta thay đổi ô ở trên thành tuân thì ninh enter thì mảng đó tự ri ra. Với Excel thông thường từ Excel 2006 trở về trước, không phải 365, thì chúng ta không thể tự động trong Excel làm được cái hàm này mà chúng ta phải sử dụng rất nhiều các thủ thuật. Thì khi mà chúng ta cài EditTool, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những hàm đã có của nó ở trong đây, hay là chúng ta có thể tự viết thêm những cái hàm của chúng ta và nó có thể chạy theo đặc tính mà EditTool đang có. Để làm việc này, chúng ta cần làm cho tôi trình tự như sau. Chúng ta hãy vào website etoolspro.com. Sau đó, chúng ta vào phần Product, chọn Add in Etool. Ok. Ở trong đây là công ty Bootshop đã giới thiệu về sản phẩm Add in Etool này. Chúng ta có thể đọc để biết thêm. Và chúng ta vào phần Download. Trong đây, chúng ta hãy cài Add in Etool 32 bit hoặc là Add in Etool 64 bit. Tùy thuộc vào phiên bản Excel của các bạn đang là 32 bit thì chúng ta sẽ chọn Etool 32 bit. Nếu là 64 bit thì chúng ta sẽ cài Etool 64 bit. Hoặc là chúng ta vào website bluesoft.net. Trong đây vào giải pháp phần mềm, vào Add in Etool. Và chúng ta vào phần Download cũng như vậy. Ok. Sau khi chúng ta cài đặt xong Add in Etool thì chúng ta có tiến hành lập trình như sau. Chúng ta vào chương trình Visual Studio 2019. Các bạn có thể sử dụng những cái phiên bản Visual Studio 2015 cũng được. Và khi chạy, chúng ta nên chạy chế độ admin. Nhấp chuột phải. More Run as administrator. Mục đích để chúng ta có thể tạo ra DLL và ghi nó vào trong những cái file mà Windows cho phép lưu trữ. Yes. Chúng ta hãy chọn cho tôi một mẫu để thiết kế. Chúng ta lập trình theo ngôn ngữ C# theo nền tảng Windows và chúng ta tạo theo nền tảng thư viện Library. Ở đây là tôi hướng dẫn các bạn là lập trình DLL trên ngôn ngữ C# để chúng ta tạo ra hàm cho Excel. Cho nên chúng ta sẽ chọn như vậy. Và chúng ta hãy chọn cho tôi cái phần đó là class library.net framework. Sau đó chúng ta chọn Next. Project name, chúng ta tạo thư viện. Tôi đặt tên là My Array Functions. Location, tôi sẽ lưu trong một địa chỉ. Select folder. Solution name, tôi cũng đặt tên là My Array Functions. Framework, chúng ta chọn nền tảng nào, 4.6 hay là 4.0 tùy. Tôi có thể chọn nền tảng thấp hơn để nó tương thích với nhiều môi trường Windows. Create. Ok. Như vậy là Visual Studio đã tạo cho ta một cái mẫu để chúng ta có thể lập trình thư viện. Bây giờ chúng ta hãy đổi cho tôi public class
chúng ta có thể đổi cho tôi đó là để lập trình với thư viện SED Tool, chúng ta làm như sau. Chúng ta nhìn sang phía bên phải ở mục Reference, chúng ta nhấp chuột phải và chọn Add Reference. Sau đó chúng ta hãy nhìn sang bên trái của cửa sổ Reference Manager, chọn mục Comb. Trong mục Comb này chúng ta sẽ nhìn thấy những cái thư viện mà hệ thống cho phép, trong đó có SED Tool. Hiện nay SED Tool phiên bản mới nhất là 9.3, chúng ta hãy tích vào phần SED Tool 9.3. Chúng ta hãy nhớ rằng là để có được SED Tool này là do chúng ta phải cài đặt cái SED Tool trước đó vào hệ thống thì chúng ta mới nhìn thấy cái thư viện này. Chọn OK. Chúng ta cần phải using cái thư viện SED Tool vào đây. Trên đầu của namepage chúng ta dùng using. Chúng ta đưa vào đây là add in a tools. OK. Để lập trình với thư viện SED Tool, chúng ta cần phải xem cái tài liệu hướng dẫn trong bộ cài của SED Tool. Khi cài đặt SED Tool thì chúng ta vào ổ C. Chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái thư mục là a tools. Trong thư mục này chúng ta vào phần documents. Trong thư mục này đã có một cái tài liệu hướng dẫn lập trình cơ bản. OK. Ở phần đầu chúng ta nhìn thấy là lập trình hàm mảng trong Excel và Atool. Thì phần hướng dẫn của nó đó là nhúng cái thư viện SED Tool vào file Excel của bạn. Đây là tài liệu hướng dẫn về lập trình VBA. Cho nên là cái định hướng của nó là về VBA. Còn chúng ta đang lập trình C# thì nhúng của chúng ta chính là reference. Đây. Hoàn toàn là cái bước này là bước reference thôi. Chúng ta sử dụng cái thư viện BS Formula Array thì trong đây có các thuộc tính và hàm hỗ trợ chúng ta làm việc này. Giải thích cho chúng ta ba ba cái hàm quan trọng, đó là begin là gì, add là gì, result là gì, thì chúng ta có thể vào đây để đọc tài liệu đó. Để lập trình, cấu trúc lập trình của nó thì phần khai báo hàm, OK. Bên trong hàm thì chúng ta cần phải khai báo hai thư viện quan trọng, đó là BS Formula Array và BS Formula Info. Trong cấu trúc của hàm, chúng ta chia làm hai nhánh Begin và Else. Trong Begin thì chúng ta làm những cái dòng code để chúng ta tạo ra một mảng. Còn phần Else là chúng ta trả về biến result. Kết thúc của hàm chúng ta cần phải giải phóng bộ nhớ bằng set nó bằng Nothing. Trong ngôn ngữ C# chúng ta sẽ làm tương tự như sau. Bắt đầu chúng ta khởi tạo hàm như sau. Hàm này chúng ta trả về mảng, cho nên chúng ta khai báo kiểu object tên hàm đó là my split. Tham số của hàm gồm có tham số thứ nhất kiểu chuỗi string, tên tham số là text. Tham số thứ hai cũng kiểu chuỗi, tên của nó đó là delimiter, và chúng ta tạo tham số mầm định đó là chấm, là dấu phẩy. Bắt đầu bên trong hàm chúng ta lập trình như sau. Chúng ta sử dụng cấu trúc try để có thể giải phóng bộ nhớ, dùng try final. OK, trên phần try thì chúng ta khởi tạo biến đó là BS Formula Array, tên biến đó là FA, khởi tạo luôn bằng new BS Formula Array. Biến thứ hai BS Formula Info, tên biến FI, khởi tạo new BS Formula Info. Final là chúng ta cần phải giải phóng bộ nhớ của hai biến này FA bằng null, FI bằng null. Chúng ta thấy rằng là cấu trúc của hàm nó giống như trong tài liệu VBA. Khởi tạo hai biến FA và FI và chúng ta sử dụng cấu trúc này. Bên trong đó, cấu trúc chúng ta cần lập trình như sau. Chúng ta xử lý if
Nếu như FA chấm begin cấu trúc if này cũng giống như trong tài liệu VBA, if FA chấm begin else đó, phần bên trong begin là chúng ta trả về mảng. Phần else là chúng ta return nó chính là fa.result. Ok. Take.split. Và bên trong split là chúng ta đưa tham số vào. Ký hiệu phân tách là chúng ta sử dụng đó là delimiter. Chúng ta đưa vào đây là kiểu trang. Chúng ta khai báo một cái biến long, biến in. Đây là length. Và nó sẽ bằng độ rộng của mảng. Bây giờ chúng ta tạo mảng 2D. Mảng 2D này là kiểu object. Array 2D bằng new object. Số dòng chính là len, số cột là một. Ok, bây giờ chúng ta sử dụng vòng lặp để nhận mảng for y chạy từ không trong khi y nhỏ hơn len, bắt đầu gắn mảng dòng thứ y cột không sẽ bằng array của phần tử thứ y. Ok, như vậy là chúng ta đã chuyển đổi mảng xong. Chúng ta khai báo thông tin fi.functionName sẽ bằng tên hàm chính là mySplit. Fi hàm này có thuộc tính insert không? Insert bằng true và result. Chúng ta sẽ nạp cái tham số đầu tiên fi, tham số thứ hai chính là array 2D. Như vậy là xong. Đó. Bây giờ chúng ta hãy biên dịch hàm này. Biên dịch, chọn build. Ok, như vậy việc biên dịch đã thành công, không có một lỗi nào cả. Chúng ta kiểm tra trong thư mục của nó. Đây. Visual Studio đã biên dịch cho ta một cái DLL đó là myArray function.dll. Môi trường Excel là môi trường làm việc theo cơ chế là kết nối COM, tức là thư viện phải là dạng COM thì mới kết nối được. Cho nên chúng ta cần phải làm một động tác nữa, chuyển đổi. Chuyển đổi cái DLL này về dạng giao tiếp COM, ta làm như sau. Chúng ta vào Project. Chọn Property. Vào phần Build. Bên trong phần build chúng ta nhìn sang bên phải, nhìn xuống dưới, chúng ta tích cho tôi vào phần là register for com interop, register for com interop. Ok, lưu lại. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta vào cho tôi cái phần property trong cái file là assembly CSS. Chúng ta chỉnh cho tôi phần assembly com visible. Chúng ta sửa fail thành true. Ok. Với cách thiết lập này thì cái thư viện DLL này sẽ được giao tiếp theo cơ chế COM trong môi trường Excel VBA. Ok. Chúng ta hãy biên dịch hàm. Review. Xong. Chúng ta hãy kiểm tra trong cái thư viện lập trình. Và bây giờ chúng ta thấy rằng là Excel, chúng ta đã thấy là Visual Studio đã biên dịch cho ta thêm một hàm nữa, đó là hàm myArray function TLB, tức là type là chúng ta có thể là nhúng vào trong các môi trường lập trình khác. Xong. Bây giờ chúng ta mở Excel ra. Chúng ta vào phần Developer Vision Basic. Trong đây, chúng ta vào menu Tools, chọn Reference. Trong đây chúng ta chọn Browse.
chúng ta hãy vào cái thư mục mà chúng ta vừa biên dịch xong, my array function bin. Ok, chúng ta nhìn thấy cái file TLB đúng không ạ? Ta chọn file đó, open. Xong. Đây, chính là my array function. Chọn ok. Chúng ta hãy tạo tiếp cho tôi module để chúng ta tạo hàm. Bây giờ chúng ta cần phải khai báo cái phần kết nối sau. Function my split. Text kiểu string. Tham số thứ hai optional. By van delimiter kiểu string và bằng hàm này trả về kiểu variant, tức là hàm mảng. Cấu trúc này tương thích với cả cấu trúc trong CSS. Ok, bên trong đây chúng ta khởi tạo biến đối tượng dim library s new và ta chọn là my array lib. Ok, đây chính là cái tên class, trong CSAP. Ok, bắt đầu chúng ta khởi tạo my sleep bằng l chấm. Ồ, chết rồi. Chúng ta chấm nó không hiển thị cái gì cả. Chúng ta không nhìn thấy cái hàm nào trong đây cả. Để giao tiếp với cơ chế com, chúng ta cần phải biến cái class này theo cơ chế com. Cho nên chúng ta cần phải tạo cái giá trị value cho nó. Chúng ta cần phải using một cái namespace, đó là system runtime interrupt service về dạng interface class interface chấm và chúng ta chọn auto dual. Phần dưới chúng ta khai báo một cái giá trị value. Để tạo value thì chúng ta vào menu tool, chúng ta chọn là create value đi. Chọn ra new guy, copy, đóng và chúng ta dán về Ctrl V. Ok, chúng ta biên dịch lại, thành công. Bây giờ chúng ta quay về môi trường lập trình Excel. Trong đây, bây giờ chúng ta có thể chấm. Ồ, chúng ta chấm, bây giờ chúng ta đã nhìn thấy cái hàm trong CSAP ta xây dựng, đó là MySpeed. Mở ngoặc, ta thấy có hai tham số đúng không ạ? Và ta đưa vào, tham số nhất là text, tham số thứ hai là delimiter. Đóng ngoặc lại. Cuối cùng, chúng ta giải phóng bộ nhớ L bằng nothing. Ok. Bây giờ chúng ta test như sau. Có các giá trị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta tạo mảng. Bằng my split. Tham số đầu tiên chúng ta đưa vào cái danh sách có chuỗi, enter. Tuyệt vời. Như vậy là hàm chúng ta làm đã có thể trả về mảng. Chúng ta sửa cái trên. Tuân Thỉnh Ninh. Ok. Vì hàm này có cơ chế co giãn cho nên dưới đây chúng ta có thể tạo hàm Excel bằng counter đếm số phần tử trong mảng được tạo ra.
Chúng ta hãy xem. Cao bằng 6. B cao bằng 8. Shop iTunes Pro.com. Ok. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có thể tạo ra hàm mảng và có cơ chế co giãn và có thuộc tính insert. Đây chính là hàm tốt hơn cả Office 365 với thuộc tính hàm co giãn bởi vì nó có insert. Tương tự như vậy, bây giờ tôi có thể tạo ra một hàm để chạy SQL như sau. Hãy lưu file này lại. Bây giờ tôi copy cái hàm phía trên. Copy y nguyên cấu trúc đó. Ctrl C. Và bây giờ tôi tạo một hàm, đó là hàm SQL my SQL run đi. Get get SQL tham số đầu tiên tôi đặt tên là SQL. Tham số thứ hai tôi đặt tham số đó là option. Ok, đều là kiểu chuỗi. Bên trong đây chúng ta chỉ cần khai báo như sau. Bỏ hết phần này. Bỏ hết. Tên hàm chúng ta dùng đây. Insert bằng true và fi ok. Vậy với SQL thì chúng ta có thể tạo hàm ở đây, nhưng chúng ta có thể làm sau. Phần fi tham số thứ hai của s là chúng ta đưa thẳng vào cái tham số SQL đó. iTunes sẽ tự hiểu khi mà chúng ta đưa dạng chuỗi SQL vào tham số thứ hai của s thì iTunes sẽ thực hiện một cú pháp SQL như hàm SQL mà iTunes cung cấp. Chỉ cần thế này thôi là đủ. Hãy lưu lại. Review. Ok. Mở Excel ra. Đó. Chúng ta lại tiếp tục lập trình khai báo hàm my SQL get SQL. Tham số thứ nhất là SQL string. Tham số thứ hai là option. String bằng như này. Hàm này kiểu variant. Ok. Cũng tương tự như trên. Vim là s new my lib get SQL bằng l chấm SQL. Tham số nhất là SQL. Tham số thứ hai là option. Ok. Set là bằng nothing. Chỉ cần thế này thôi. Ta lưu lại. Rồi. Ok. Bây giờ ta sẽ test sau. Trong iTunes chúng ta đã tạo một cái DBKey để kết nối với cơ sở dữ liệu, đó là asset MDB. Chính là cơ sở dữ liệu asset ta đã kết nối vào rồi. Tên của nó là MDB. Bây giờ ta viết hàm sau. Bằng get SQL. Đây chính là hàm từ chính xác. Chúng ta có đưa vào đây câu lệnh select sao from core dbkey bằng mdb. Sorry các bạn, chúng ta cần phải làm một việc, tức là hiện nay là hàm này đang viết sai, đó là nó không nhận biết được cái dbkey. Cho nên chúng ta cần đóng lại, cần phải sửa hàm sau. Trong C# ở đây chúng ta chưa hề có cái tham số option đưa vào. Chúng ta mới chỉ nạp cái SQL, vậy còn option chưa có giá trị. Vậy thì chúng ta cần phải nạp như sau. Đó là fi.option string bằng options. Đó, chúng ta cần phải cái này. Đó. Còn insert bằng yes, chúng ta không cần phải để nữa vì trong option này chúng ta sẽ khai báo nó. Ok, build lại. Rồi.
và lại file. Ok, tất cả vẫn giữ nguyên. Ta viết lại hàm. Xong. Điền cho ta enter. Tuyệt vời. Như vậy hàm này đã trả cho ta về mảng. À, thấy chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta cần phải khai báo thuộc tính, đó là HR bằng yes. Insert bằng yes. Đây là cách khai báo giống hệt như hàm mạng hàm BSQL của Intune. Ctrl Shift Enter. Ok. Chúng ta đã có dòng tiêu đề. Bây giờ chúng ta có thể lọc. Chúng ta sửa công thức. Ctrl Shift Enter. Ok. Bây giờ tôi có thể lọc K01, lọc K02. Ok, ta thấy cộng lại bằng 42. K03. Ok. K01. Ok. Đó, như vậy là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Delphi hay là .NET với ngôn ngữ C#, và sau này tôi có thể sẽ tạo thêm cái clip là lập trình trên VB.NET, thì phương thức làm việc cũng giống nhau mà thôi. Chúng ta tuân thủ cái tài liệu của lập trình của SDK Tool từ ngôn ngữ gốc tôi mô tả bằng VBA. Đó, chúng ta dựa vào đó cùng với cả hiểu biết về ngôn ngữ lập trình, chúng ta tạo ra những cái hàm trong ngôn ngữ lập trình khác nhau theo nền tảng đã cung cấp. Thì chúng ta chỉ cần khai báo đúng là chạy, và chúng ta thừa hưởng một nền tảng của SDK Tool rất là mạnh. Từ đó chúng ta tạo ra những hàm về làm báo cáo động, về xử lý về mảng tính toán. Clip chia sẻ của tôi về phương pháp lập trình C# để tạo hàm mảng động kết hợp với thư viện lập trình SDK Tool hôm nay đến là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.